và các bạn, nhân dịp một dịp rất là tình cờ, anh em Việt Vị Dự hôm nay vinh dự được đón anh Bằng Nguyễn là... Xin chào tất cả các bạn. Vâng, mình cứ tạm gọi anh Bằng Nguyễn là Cờ Đỏ thành phố Hồ Chí Minh đi. Anh gốc Bắc, anh thăm về quê hương. Và anh Thế Linh Hoàng cũng là một gương mặt cũng thỉnh thoảng cũng có lên live stream từ Hải Dương lên. Và đây là anh Thần Siêu Thánh Quát đây, một gương mặt đình đám live stream với cả Ba Que Uốn Sọc, và một cái nick Facebook là Ngô Hiền Mai. Ngô Hiền Mai, vâng, tên con gái nhưng mà rất chi là mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ. Và đây là Phích Nước Nóng, giám đốc kênh Việt Vision New. Đó, là mà đây là tác giả của các cái bản tin, điểm tin dân chủ đấy. Đó, thế thì mời giám đốc Việt Vision New có ý kiến nhỉ? Xin chào các quý vị khán giả của kênh Việt Vision. Vào như hôm nay thì anh em chúng tôi lại được dịp gặp mặt ở tại thủ đô Hà Nội, ngàn năm văn hiến. Thì cũng là một cái dịp mà rất là may. Đó, hôm nay chính là ngày 8 tháng 8 năm 2018, là cái ngày mà cộng đồng Ba Que Dân Chủ, cộng đồng chống cộng ở hải ngoại tuyên truyền rằng đây sẽ là ngày sụp đổ của chế độ Cộng sản. Và như mọi người thấy thì anh em chúng tôi ở đây hầu hết đều là những người lớn tuổi và đều những người mang trong mình là màu sắc đỏ, đỏ cách mạng, là những người Cộng sản hoặc cũng có thể là những người ủng hộ Cộng sản. Nhưng anh em chúng tôi vẫn còn ngồi để nói chuyện, để trò chuyện, để giao lưu cùng quý vị khán giả để chứng tỏ là cái dự đoán về ngày 8 tháng 8 năm 2018 là hoàn toàn sai sự thật. Và như mọi người đã chứng kiến ở đây đấy, thì trong dịp gặp này thì cũng có một vài người mà chúng tôi được gặp lần đầu, như anh Ngô Hiền Mai hay chú Bằng Nguyễn và chú Ly, là những người mà chúng tôi được gặp lần đầu. Thì trong dịp ra mắt này, chúng tôi cũng có một vài món quà nhỏ từ Việt Vision gửi tặng đến các chú và anh. Một món quà cũng nhỏ thôi, cũng không có gì là to tát. Vâng, mang tính kỷ niệm của chương trình. Kỷ niệm của chương trình. Thì đây thì một chiếc cốc có in hình logo của Việt Vision. Thì tôi cháu xin phép cho tặng chú Linh trước, chú ngồi ngoài cùng. Đó, đấy quý vị khán giả. Và cháu xin phép tặng chú Bằng. Rồi, không cần bóc đâu, cái đầu bóc thôi. Xin thay mặt vâng, cảm ơn tôi ở thành phố Hồ Chí Minh ra coi như là được một cái phần quà. Anh ấy có cả Hoàng Sa Trường Sa nhá. Có Hoàng Sa Trường Sa và Phú Quốc ạ. Có ý nghĩa của cái sự. Dạ, nếu như mà các khán giả của kênh Việt Vision mà thường xuyên theo dõi kênh Việt Vision thì sẽ nhận ra được là cái chiếc cốc này là những chiếc cốc kỷ niệm mà tặng rất nhiều các vị khách quý đã đến Hà Nội hoặc là những khách quý lần đầu mà chúng tôi được gặp mặt. Thì đây mang chủ yếu là mang cái tinh thần và cái ý nghĩa. Nhiều người khi mà lên trên mạng xã hội live stream về các vấn đề chính trị xã hội cũng thường sử dụng uống cà phê và cũng dùng cái cốc của Vision này. Đó là những cái mà chúng tôi cảm thấy rất là ấm lòng khi mà cái món quà chúng tôi được thường xuyên mọi người nhớ tới và sử dụng cái món quà này. Thì cũng kính chúc cho các chú và anh có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cái sự nghiệp về quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và hôm nay thì nhân dịp có các chú và anh ở đây, cả chú Trần Siêu nữa, thì chúng ta sẽ có một vài chủ đề chúng ta có thể nói chuyện với nhau, trao đổi để cùng cho độc giả của Việt Vision thấy được cái toàn cảnh chính trị xã hội trong những thời gian gần đây, hiện tại hoặc là sắp tới nữa sẽ xảy ra. Thì trước tiên thì cháu xin được hỏi chú về chú Bằng Nguyễn về cái đối tượng đó là Thanh Bình. Thì chú có chia sẻ gì về đối tượng này không? Vì trên giang đây là đang có nhiều vấn đề xoay quanh cái đối tượng này. Vâng. Phịnh Đức Thanh Bình đi chú. Về cái đối tượng Thanh Bình ấy, thì nó xin giới thiệu với tất cả các bạn đối tượng Thanh Bình này. Thì nói đối tượng Thanh Bình mình thì cũng chưa ai biết, nhưng mà nói đến cái mẹ của đối tượng Thanh Bình thì hầu như ai cũng biết, đó là Mụ Huệ. Mà các bạn biết là Mụ Huệ là cái người mà nói giọng Bắc ấy, ở trên bình khu mà tham gia vào những chương trình của rất là Bên Dương và của Tân Thái, mà nói chung là giọng của ta rất là phản động. Mà các bạn cũng nhớ là cách đây mấy hôm mới có một cái vụ mà mọi người đều đã biết rằng là Bộ bảo là coi như công an bình khu đã đưa cả ba mẹ con Mụ vào trong một cái cánh rừng hoang đấy, Bộ coi như là xuyên tạc như thế.
ở trong một cái rừng hoang mà thả, nhưng mẹ con ngủ ở đấy. Thì nói chung nói về bộ vệ thì rất nhiều người, thì các bạn ở đây đã biết, thì nói chung mẹ nào thì con đấy. Cho nên là cái thằng Thanh Bình ấy thì bắt đầu mới tham gia ra một tổ chức phản động, nó về tại Trường Chúng Minh, nó gặp một cái thằng Việt Kiều tên là Michael Phương Nguyễn. Thì ở đây nó móc nối và nó thành lập một cái tổ chức phản động, và nói chung là những cái hành động của chúng nó không thể qua được mắt của cơ quan an ninh Việt Nam. Và nói chung là cái thằng Michael Phương Nguyễn và thằng Bình đã bị bắt. Nhưng mà trong những cái vụ này thì tôi nói với tất cả các bạn là cái bọn chống cộng cực đoan ở hải ngoại bắt đầu nó vu cáo công an Việt Nam bắt những người mà có cái bệnh, tức là hơi tâm thần một tí, tức là chúng nó nói là coi như là thằng Bình ấy là nó bị mắc bệnh tâm thần, và một số bọn chúng, tức là nó mới đưa lên quốc hội một cái nghị sĩ của quốc hội Mỹ ở, không biết ở hai cái viện Mỹ ấy, nói là coi như nghị sĩ đấy là nói là cộng sản chúng nó xuyên tạc cộng sản Việt Nam, bắt một cái người coi như bị bệnh tâm thần, và coi như và coi như đây đi quốc hội để mà gọi là dùng hình thức không phải Việt Nam thế khác. Thì những hình thức này tôi nói với các bạn là nó quá quen thuộc từ ngày xưa rồi đối với bọn chống cộng cực đoan. Thì là thường thường ở Mỹ ấy, nói chung bất kỳ một vụ việc gì thì nói chung là những người Việt Nam, người ta có khả năng người ta đưa lên để kiến nghị với đại biểu quốc hội ở Việt Nam, hoặc là đối với ở Mỹ hạn người ta đưa lên người ta kiến nghị với cái ông mà ở Hạ Nghị Viện Mỹ đó. Còn cái chuyện Mỹ có làm hay không thì đó là chuyện của ông Hạ Nghị sĩ đó, và Mỹ chỉ có làm hay không thì đấy này, cái tôi sơ lược qua về cái tình hình như thế. Thì xem ở đây có anh Linh và anh Siêu và tất cả các bạn thì có ý một ý kiến gì không? Như ý của chú Bằng muốn nói đó là cái việc đấy chỉ là chiều lòng một số hạ nghị sĩ, một số nghị sĩ của nghị viện Mỹ có cái nhìn nó không được tốt về Việt Nam, chỉ phục vụ cho mục đích chính trị của một số người đấy thôi. Không bảo cái quan điểm không phải. Bây giờ nó ví dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, ví dụ trường hợp chú này Fitch hoặc là anh Linh muốn kiến nghị cái việc gì đó lên trên một ông đại biểu quốc hội đều kiến nghị được hết. Còn cái vấn đề ông đại biểu quốc hội đó có tiếp nhận cái ý kiến hay không và xử lý cái ý kiến đó như thế nào thì đó là cái việc khác. Đấy, còn Dương Minh là người ta cũng là một cái cử tri, người ta hoàn toàn người ta có khả năng người ta kiến nghị được, như cũng mình cũng là cử tri thì kiến nghị việc đó nhưng trên cái đại biểu quốc hội mình, chứ không còn cái chuyện người ta có xử lý như thế nào thì đó là cái chuyện phần sau. Nhưng mà nói chung cái bọn chống cộng cực đoan từ ngày xưa đó là trò cũ rích rồi. Chứ không phải đây là vụ đầu tiên mà rất nhiều vụ khác chúng nó đưa lên. Nhưng mà nói chung là hiện nay quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam rất là tốt. Cho nên những cái vụ này người ta cũng có một cái nhận xét rất là đúng về cái vụ việc. Cho nên người ta cũng ít khi người ta xử lý vụ này. Đấy là ý kiến của tôi. Vâng, vậy thưa cảm ơn chú Bảng Nguyên. Thế thưa chú Linh, thì cháu cũng biết chú là một người khá là thân với lại chú Bằng Nguyễn, mặc dù chú không có live stream nhiều như chú Bằng Nguyễn, nhưng mà chú cũng thường xuyên quan tâm và theo dõi những cái vụ việc về liên quan chính trị như vậy, và chú cũng để ý tới đối tượng là Huỳnh Đức Thanh Bình. Vậy thì chú có nhận xét gì về cái vấn đề xung quanh Huỳnh Đức Thanh Bình trong thời gian vừa qua? Đối với mình thì mình cũng rất là quan tâm theo dõi các cái vụ việc và một số các cái kênh mà anh em yêu nước đã lên phản biện chống lại cái bọn xuyên tạc ở trên không gian mạng. Thế thì trong cái vụ vừa rồi ấy, thì chỗ tên Huỳnh Đức Thanh Bình ạ. Huỳnh Đức Thanh Bình đấy là có kết hợp với lại một tên nữa ở hải ngoại, Michael Minh Phương Nguyễn. Tức là hắn ta đã móc nối với nhau, và khi mà không qua được mắt công an thì hắn ta đã bị các cơ quan an ninh của Việt Nam bắt. Thế thì thông qua cái việc này ấy, thì ở bên hải ngoại ấy, thì các bạn cũng thừa biết là bên hải ngoại ấy, là cái cộng đồng chống cộng cực đoan bên hải ngoại ấy, là nó chuyên xuyên tạc và chuyên để như thế này, có một cái sự việc nào ở Việt Nam thì chúng sẽ dùng đủ mọi cách
để như thế nào mở các cái cuộc hội luận, rồi mở các cái cuộc họp báo, thế rồi kiến nghị lên lên thống đốc Việt Nam, rồi thỉnh Nguyễn Thư đấy, rồi làm thỉnh Nguyễn Thư. Thế thì trong cái vấn đề này ấy, thì nó có ở cái bang ở Mỹ đấy, mà ở Mỹ thì các cái bang đều có một cái vị dân biểu. Thế mà cái vị dân biểu đấy là được cái cộng đồng của Việt Nam là bầu. Do vậy mà họ cứ chí mũi dùi vào cái vị dân biểu đó, là yêu cầu vị dân biểu phải kiến nghị với Quốc hội và kiến nghị với các cơ quan để yêu cầu thả một tên Michael Phương Nguyễn à. Đấy. Là được trả tự do. Thì mọi người cũng biết đó là cái luận điệu xuyên tạc từ trước tới giờ của bọn chống cộng cực đoan ở hải ngoại, mà mọi người dân Việt Nam của chúng ta rất là hiểu rõ những cái vấn đề này. Thế và xung quanh cái vấn đề đó ấy, thì mục đích của chúng này, mục đích của chúng là sang để gây dựng một cái đào tạo một số các cái nhóm để gây biểu tình bất bạo động. Thế và chúng dùng các cái tài liệu để hướng dẫn cho mọi người và tuyên truyền cho những kẻ như thế là dân chủ quậy ở trong nước và những kẻ bất đồng chính kiến để như thế là hoạt động và theo cái phương án để xuống đường chuẩn bị cho ngày 2 tháng 9 để biểu tình bất bạo động. Và liên tục các cái kênh của nước ngoài, ví dụ như kênh của tên Ben Minh Trương, tên Tân Thái, thế rồi là tên Rô Xe Đào, đấy là liên tục một ngày phát mấy lần để tuyên truyền với về Việt Nam để chống phá cái công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, về công cuộc phát triển kinh tế xã hội của nhân dân Việt Nam. Họ muốn là chia rẽ cái sự nghi ngờ giữa lòng dân đối với Đảng, và chúng chia rẽ cái tình đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Đấy, và chúng dựa vào những cái thành phần là kém hiểu biết và những thành phần mà bất đồng chính kiến, những thành phần mà có dân chủ quậy ở trong nước và có những cái mà hiểu sai về cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, và chúng tập trung xoáy vào cái việc đó để như thế là đưa đồng bào ta, những người kém hiểu biết đó vô tình đang vi phạm pháp luật. Do vậy mà cái điều này là một cái điều mà cũng anh em chúng ta là những người mà gặp nhau trên không gian mạng để cùng nhau chống lại những luận điệu xuyên tạc của chúng trên không gian mạng, thì chúng ta phải có cái trách nhiệm để tuyên truyền cho nhân dân, tuyên truyền cho những người mà chưa hiểu để họ hiểu được cái luận điệu xuyên tạc của chúng trong cái công cuộc phát triển kinh tế của đất nước hiện nay. Báo cáo các anh thế. Tôi thì xin chào tất cả khán giả Vision, chào tất cả anh em. Thì hôm nay tôi cũng có một ý kiến như này này. Qua một cái clip mà gia đình nhà bà Huệ mà đổ cho công an là bắt và bỏ vào giữa rừng ấy, là ngày hôm đó là ngày tôi trực tiếp xem video trực tiếp của gia đình bà Huệ đấy. Và xem qua clip đó, tôi đã đánh giá rằng gia đình nhà bà cố tình làm ra một clip để bôi xấu bệnh công an, bôi xấu nhà nước. Tôi đã nói ngay hôm đó là tôi đã livestream và lên một số diễn đàn của một số anh em, tôi đã nói rõ về vấn đề này rồi. Sau đó tôi mới hiểu ra rằng trong con của bà là có một người con tên là Minh Phương đấy. Không, xin lỗi anh, tức là con của Huỳnh Đức Thịnh và Nguyễn Thị Huệ thì thằng con trai đó là Huỳnh Đức Thanh Bình, thằng này sinh năm 86 và vâng, xin thưa quý vị khán giả, để quý vị khán giả tiện theo dõi, Bảo Trầm xin điểm lại cái vụ án mà ngày 25 tháng 7 cơ quan an ninh điều tra thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng với Thanh Bình và bố của y là hai bố con, bố Đức Thịnh còn là Thanh Bình, cùng tham gia một tổ chức phản động do bọn hải ngoại lưu vong lập ra có tên gọi là Quốc Nội Cuột Khởi. Và ngày 7 tháng 7 năm 2018, cái nhóm Michael Nguyễn cùng
đồng bọn móc nối với cả Thanh Bình và Đức Thịnh. Đức Thịnh là bố của Thanh Bình, cùng hai nhân vật nữa móc nối bàn bạc thì bị cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang. Và ngày 25 tháng 7 vừa rồi đã có quyết định khởi tố rồi. Thế thì điểm qua lại để cho bà con nắm được là gia đình này là gia đình phản động. Bởi vì khi ông Thịnh và ông Bình, tức là hai bố con đang bị tạm giam tại trại giam của công an thành phố Hồ Chí Minh, thì bà Huệ, tức là mẹ của Thanh Bình, đã liên hệ với cả đài RFI, RA, VOA và một số bọn dân chủ quậy trong nước để lưu loa đòi gửi thỉnh nguyện thư tác động đến quốc tế, các tổ chức nhân quyền để thả cái bọn gọi là tù nhân vô lương tâm này. Để báo cáo bà con và các anh em thế để anh em hình dung lại cái sự việc nó rất logic. Đây là tổ chức phản động và có câu kết nước ngoài nước trong, và một cái tổ chức phản động có tên gọi là Quốc Nội Quật Khởi. Vâng, mời anh Siêu tiếp tục. Cái tên của cái tổ chức ấy thì tôi không nhớ rõ, nhưng mà nói về tổ chức đó là có Michael Phương Nguyễn là từ nước ngoài đấy, là đã về Việt Nam để coi như là kêu gọi một số cái dạng dân chủ thành lập một cái ổ nhóm đó, ở tại trong đất nước Việt Nam để chống lại nhà nước Việt Nam đấy. Mà trong khi đó bọn là gọi là cái bọn chống cộng cực ngu hoặc chống cộng cực điên ở bên Mỹ. Vâng, chống cộng cuồng điên thì là nó liên tục hô hào lên live stream kêu gọi những cái gọi là bên nhân quyền thế giới này, rồi là kêu gọi những gọi là các cái đại cử tri bên Mỹ đấy, gọi là các hạ nghị viện với thượng nghị viện bên Mỹ, để kêu gọi là dùng chính phủ Mỹ làm áp lực cho chính phủ Việt Nam để thả Michael Phương Nguyễn và những tù nhân lương tâm này. Nhưng theo chúng tôi là những người dân ở trong đất nước Việt Nam, chúng tôi cảm thấy rằng giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ đang có một cái quan hệ ngoại giao rất là tốt đẹp. Đấy. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là chính phủ Mỹ người ta sẽ không làm việc, người ta sẽ làm việc đúng theo cái luật pháp đã ký kết với Việt Nam. Vì vậy tôi nghĩ rằng là ngay cái trường hợp Michael Phương Nguyễn bị bắt từ hôm mùng 7, mà đến hôm theo như tôi tìm hiểu thì đến hôm 17 thì là đại sứ quán Mỹ đã biết, nhưng đến ngày 31 thì đại sứ quán Mỹ mới trực tiếp vào thăm Michael Phương Nguyễn, và coi như là mới báo cho gia đình của con, mới liên lạc với gia đình của Michael Phương Nguyễn. Trong khi đó là Michael Phương Nguyễn làm lên một cái áp lực ở bên Mỹ rất là nhiều, lên các đài để đòi hỏi. Thế nhưng tôi nghĩ như thế là phải nói là để cho những ông chống cộng cực ngu ở bên Mỹ hiểu rằng là nhà nước Mỹ người ta coi các ông cũng không ra gì đâu. Các ông chẳng qua là các ông đòi cái nhân quyền, nhưng mà đúng là người Mỹ thì người ta có cái luật là người ta phải bảo vệ công dân Mỹ. Nhưng mà công dân Mỹ người ta đã thông báo rằng đi các nước là phải tôn trọng với luật pháp các nước, kể cả là khi về Việt Nam. Việt Nam có luật pháp Việt Nam, Mỹ có luật pháp Mỹ. Mỹ cũng không thể can thiệp vào nội bộ của Việt Nam và can thiệp vào luật pháp Việt Nam được. Các ông không thể bắt Mỹ là phải bắt Việt Nam là bỏ cái luật pháp của Việt Nam để theo công Mỹ được. Đấy. Cho nên vì thế cho là các anh cũng không đừng nên mơ tưởng, vì tôi nghĩ rằng Michael Nguyễn không phải như Uy Nguyễn. Chuyện Michael Uy Nguyễn nó còn phải lớn hơn Uy Nguyễn rất nhiều. Uy Nguyễn chẳng qua không có một cái bằng chứng gì phá hại, chẳng qua là anh chỉ làm quấy rối trật tự ở ngoài xã hội thôi. Đấy. Vì vậy cho nên bị trục xuất. Nhưng Michael Phương Nguyễn thì nó lại khác. Đấy, thì nó là khác. Nó là thuộc dạng phá, có tổ chức, âm mưu. Có tổ chức, âm mưu, có phân công nhiệm vụ, có tài chính. Đúng. Và đặc biệt là không hiểu là... Hai người, vâng. Hai cái tội danh hoặc khác nhau. Hai tội danh. Tức là đây là cơ quan an ninh điều tra đã xác minh được là gì? Chúng là trong ban tổ chức của cái tổ chức phản động có tên gọi là gì? Đúng. Quốc Nội Quật Khởi, có nghĩa đây có tổ chức, có phân công nhiệm vụ, và không hiểu là cái chiến dịch mà tổng biểu tình ngày 29 có liên quan đến cái việc mà thằng Michael Nguyễn nó từ Mỹ nó về Việt Nam để móc nối hay không. Đúng rồi. Đó. Đấy là cho nên là cái tội của hai thằng nó hoàn toàn khác nhau. Đúng. Chứ nó không phải một thằng gì nhỉ. Cái thằng Nguyễn ngày xưa đó là tức là nó tham gia cuộc biểu tình đó. Đúng. Thì nó gọi là tham gia chỉ làm phá rối trật tự, tức phá rối trật tự an ninh. Còn cái thằng mà Michael Phương Nguyễn này
tức là nó tham gia một cái tổ chức phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cương lĩnh của tổ chức phản động đấy là mục đích, nên là nó vi phạm vào điều 109 của Bộ luật hình sự. Đúng rồi, đúng rồi. Sửa đổi không không thể nào mà xử lý. Cho nên là ngay ở trong ấy, tức là cái nhân cái vụ mà Mỹ Nguyễn ấy, cái trước kia tức là cái ông mà ngoại trưởng Mỹ ông ấy sang thăm Việt Nam thì ông cũng tối nay này là, hình như là từ 7 đến 20 năm. Tất nhiên là ông không tham gia vào, tức là khuyên những người công dân Mỹ sang tử hình. Công dân Mỹ hoặc cùng kể cả quốc tịch nào mà sang du lịch ở các nước sở tại không được tham gia những cuộc biểu tình, đúng không? Không tham gia cuộc biểu tình và nói chung là cái tham gia một tổ chức phản động ở đó để lật đổ cái chính quyền. Mà hiện nay chính quyền Việt Nam với quan hệ ngoại giao rất tốt với Mỹ, cho nên là theo mình nghĩ là cái vụ này khi mà đem xử cái thằng Michael Phương Nguyễn này thì nói chung là nó khác hoàn toàn với cái vụ xử cái thằng Vinh Nguyễn này kia. Đấy thì theo tôi nghĩ là tôi mình cái phân tích và những cái vụ này thì nó cũng là xong. Thì có một cái tin đấy thì sau một số ngày gần đây ấy, thì các bạn cũng biết là cái bọn chống cộng cực đoan và cái bọn dân chủ quậy xuống nước chúng nó hô hào, tức là từ ngày 8 trở đi và đến ngày 29 chúng nó sẽ tham gia những cái cuộc tổng biểu tình để lật đổ cái không lật đổ cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay lãnh đạo. Thì là như tất cả các bạn đều đã biết là ở những kênh của bọn dân chủ, ví dụ Tân Thái bên này Dương Lôi Xa Đào các thứ, chúng nó tuyên truyền nọ kia tất cả các thứ. Nhưng mà theo cái quan điểm của tôi ấy, thì nói chung là chúng nó chỉ tuyên truyền như thế thôi, không bao giờ chúng nó làm được và sẽ không làm được. Ở cái thứ này, thứ nhất là kinh phí, thứ hai là những cái người ví dụ những tổ chức lớn ở bên Mỹ chúng nó đứng đằng sau. Thì hiện nay chúng nó qua cái vụ mùng 10 tháng 6 vừa rồi thì chúng nó thất bại hoàn toàn, và nói chung về tiền bạc thì chúng nó cũng không còn, và nói chung là chúng nó chỉ hô hào để cho ví dụ như lòng dân mình ấy, những người hay xem livestream thì cảm thấy hoang mang thôi. Nhưng mà bây giờ tất cả những điều kiện về cái chuẩn bị để cho cái cuộc biểu tình ví dụ như ngày mùng 10 tháng 6 nó cũng không còn nữa, theo tôi nghĩ là thế. Nhưng mà nói chung là tôi anh em mình ấy, là những cái người gọi là yêu cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nói chung là cũng mình cũng phải lên nói để phản đối những cái chuyện đấy, để cho những người dân trong nước người ta chưa hiểu biết, hoặc là những cái người mà ví dụ những bà con Việt kiều ở bên Mỹ chẳng hạn, hoặc là bên một số nước thì người ta không có hoang mang. Đấy, ví dụ như từ những thời ấy là đi rất nhiều những bà con ở bên Việt kiều bên Mỹ ấy, hoặc là bên các nước kia, người ta inbox về cho tôi, người ta bảo là các anh phải chú ý như thế này thế khác. Đấy thì mình cũng giải thích cho bà con người kiểu như thế, nhưng mà nói chung anh em mình không thể cảnh giác được trước những âm mưu và tâm độc của bọn chúng nó. Vâng, theo tôi nghĩ là bây giờ mình sẽ bàn xoáy về cái trường hợp là ví dụ từ ngày 8 tháng 8 năm 2018 và đến ngày 29 là chúng nó coi như kêu gọi tổ chức biểu tình để lật đổ chế độ Việt Nam hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người